12 lý do chính đáng bạn nên ăn rau hẹ mỗi ngày. Hẹ là một loại rau ăn quen thuộc với nhiều cách chế biến đơn giản như ăn sống, xào, nấu canh. Bên cạnh đó, hẹ rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt hẹ còn dùng để chữa yếu sinh lý cho đàn ông. Cùng khám phá thêm những tác dụng chữa bệnh thần kỳ của loại rau bé nhỏ này nhé chữa ho cho trẻ em. Lấy lá hẹ sắt nhỏ trộn với đường phèn hoặc mật ong vào cùng một chén, sau đưa chén vào nồi cơm hấp chín, cho trẻ uống dần trong ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần một thìa cà phê, dùng liền 5 ngày. Ngăn chặn táo bón. Hẹ giàu chất xơ nên giúp tiêu hóa hiệu quả, ăn nhiều hẹ sẽ cung cấp lượng lớn chất xơ cho ruột và ruột kết, giúp loại bỏ nguy cơ bị táo bón. Chữa yếu sinh lý. Rau hẹ không chỉ được dùng nhiều để chế biến các món ăn mà người ta còn dùng hẹ để chữa yếu sinh lý bởi tác dụng bổ thận, trợ dương, cố tinh và ấm khớp. Trong đông y, rau hẹ vị cay, hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đầm. Lá hẹ thường được dùng phối hợp với các vị thuốc khác, trị chứng liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm, vì thế, lá hẹ được coi là thuốc tăng cường sinh lực dành cho các quý ông. Giúp ngăn ngừa mụn Sự xuất hiện của beta caroten trong hẹ có tác dụng làm sáng làn da, ngăn ngừa mụn, ăn hẹ thường xuyên giúp da sáng rạng rỡ hẹ có thể thay thế các loại kem bôi trị vẩy và làm lành vết thương hở. Nhờ đặc tính này, hẹ có thể tiêu diệt vi khuẩn, nấm, giúp vết thương mau lành chữa nhức răng. Lấy một nắm hẹ, cả rễ, sửa sạch, dã nhuyễn, đặt vào chỗ đau, đặt liên tục cho đến khi khỏi. Giúp ngăn ngừa ung thư. Hẹ là nguồn chứa chất, flavonoid và lưu huỳnh tự nhiên, có thể ngăn chặn một số loại bệnh ung thư hiệu quả. Những chất này giúp chống lại các gốc tự do và ngăn chặn chúng phát triển. Vì vậy, ăn hẹ có thể phòng ung thư đại tràng, vú, tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày hỗ trợ giảm cân. Hẹ rất ít calo nhưng lại nhiều dưỡng chất có lợi. 100g hẹ tươi chỉ chứa 30 calo nhưng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chứa chất xơ, vitamin, canxi và khoáng chất bổ dưỡng cần thiết cho nhiều bộ phận của cơ thể. Giảm mỡ máu, hẹ có tác dụng lưu thông máu, giải độc, còn giúp cơ thể giảm mỡ máu cũng như phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch vành, thiếu máu, sơ cứng động mạch chán ăn. Ăn nhiều rau hẹ, lá hẹ đều tốt cho sức khỏe của phụ nữ, trẻ em, người già, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai bởi có tác dụng kích thích khẩu vị, chống chán ăn, tăng cảm giác ngon miệng. Giúp bổ mắt Rau hẹ 150g, gan dê 150g, gan dê thái mỏng ướp gia vị, vừa xào với rau hẹ. Khi xào, dùng ngọn lửa mạnh, lúc chín cho gia vị vừa đủ, ăn với cơm, cách này ăn một lần 10 ngày một liệu trình Tháng viêm Trong lá hẹ có chứa alisin, một loại dầu lưu huỳnh có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm rất tốt Nhất là khi bạn gặp các vết thương ngoài da, ăn nhiều lá hẹ rất mau lành Hèn xuyễn Hẹ rất giàu vitamin A Ăn nhiều rau hẹ không chỉ tốt cho làn da, thị lực và phổi mà còn giảm nguy cơ bị cảm lạnh giảm các triệu chứng bệnh hèn xuyễn